móc mắt là ôi móc mắt. You don't. No. How could someone like you? Go easy. Go easy. Bear the suffering. Xong rồi nhá. Fast travel chỉ có một điểm nữa thôi nhá. Ok rồi, đi cậu quay lên ạ. Lên nào chị. Đó, từ từ ạ, trên bên kia có gì kìa. Bên kia có gì kìa. Bên kia có gì đây? Hey, hey hả? Tôi biết ngay. Công trốn ai? Trốn thế nào? Tôi có gì không? Có gì đấy không? Đa nghi, chơi nhiều game gọi là giải đố nhiều đa nghi. Optional challenge Tom nearby. Ôi giời ơi. Cái gì mà sao lag thế này? Mình có thể kiếm được optional challenge Tom à? Ok. Cái gì đấy? Em nghĩ chị không lên vào đấy đâu chị ơi. Cái thuyền đấy nhìn nó đổ, có thể đổ bất kỳ lúc nào bây giờ đấy. Chị có chắc là chị sẽ vào đấy không? Lên ạ. Rồi ok, lên rồi. Ok, quẩy lên nào chị. Chúng ta làm được. Không sao cả. Quẩy lên. Từ. Ok, mình sẽ nhảy vào đây. Challenge to. Quẩy lên luôn chị ơi. Chúng ta sẽ quẩy luôn nào. Chắc chắn luôn rồi chị, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ đổ bất kỳ lúc nào đấy. Nó sẽ tuột băng ra và nó đâm thẳng xuống dưới bất kỳ lúc nào đấy, nhưng mà em chắc chắn nếu là chị thì chị cũng vào thôi. Nên quẩy lên. Từ từ ạ, mình có thể từ từ đã vợ được không? Mình có thể bỏ ra từ từ đã, từ từ ạ. Nhớ có chuyện gì xảy ra mình lại không kịp nhặt mấy cái này. Ok. Nhớ nó sập một phát thì cũng buồn lắm. Mình có thể giữ chuột giữa để chế tạo. Có đứa được không? Không à, thế thôi. Ô lại văn à? Lại văn à? The ice cube. A knife of order, Trinity. Snapped in two. No matter. Well, I hope to wield her cannons against. Bọn này đang đi đuổi theo cái ông Prophet, xong cũng bị kẹt ở trong này. I have six of the order of Trinity. Cho do chúng mày hết. Người ta tử tế có ai làm gì chúng mày đâu, xong chúng mày đòi đi đánh ông ý. Do chúng mày hết. Từ á, xem nào, xem có gì để làm gì ở đây không đã. Ok, chả làm cái qué cả, thôi đi xuống chị. Rồi, đẩy cái này nào. Quẩy lên ạ. Easy hơn mình nghĩ. Mình cứ tưởng nó khó hơn nữa. Thế giờ sao? Mình cái này để làm gì? Tiếng gì đây? Hỏi thật là tiếng gì đây? Tôi không biết là tôi phải làm gì ở đây cả. Ôi không. Tôi không muốn cái này một tí nào cả. Ôi không. Ok. Rồi cái này điểm gì vậy? Vậy là mình có thể leo lên đây chăng? Tôi hiểu rồi. Chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà hơi hiểu rồi, không sao. Game nó hoạt động được là mình mừng rồi. Mình không quan tâm việc mình cần phải làm cái gì. Ôi giời ơi, cái gì đây? Lại phải. Ôi. Mình cần phải nhảy vào đấy kiểu gì bây giờ? Ok. Mình phải làm. Tôi phải leo lên đây. Tôi phải leo lên đây bằng một cách nào đấy. Vặn. Từ. Không. Mình chỉ có đẩy sang thôi à? Nhưng mình muốn đẩy lên sao? Nhưng tôi không muốn đẩy sang sao? Sao lại vặn hết xuống thế? Ok. Tôi hiểu rồi. Thế cơ à? Ôi thế thì khó nhờ. Không phải là khó đâu, nhưng mà nó cũng hơi thử thách đấy. Được chưa nào? Mắc chưa? Hôi, bỏ đây. Bỏ ra chị.
Ô, ra chị, 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 bây giờ cái chính là làm sao để leo lên đấy. Đấy là một câu hỏi khó. Có thể là mình cần phải quay lại đây chẳng. Có thể là như vậy. Hey. Mình đoán là như vậy. Ơ thế không phải là ở trong thuyền à? Nó lại ở trên này à? À không, đây là cái thuyền. Ok đây. Mình nên tập trung hơn vào chơi game. Mình nên tập trung hơn vào game thay vì nói nhiều. Ok. Hãy đợi tí, đang vô cùng tập trung rồi. Bình tỏ, mọi người hãy cứ bình tỏ. Mọi người cứ bình tĩnh, đừng nóng vội, đừng chửi mình vội. Mình biết là mình nói hơi nhiều và mình không hay mất tập trung, nhưng mà cứ bình tĩnh. Tớ bị bệnh, không cảm cái. Oh, mình hoạn. Không, mình cứ tưởng là mình có thể làm được như thế, nhưng mà có vẻ là mình không làm được như thế. Đấy được rồi. Mình cứ tưởng mình có thể làm được, nhưng mình không làm được. Nhưng mà chỗ này thì mình sẽ mới có thể làm được. Ok. Lên. Ôi. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Rồi lên được rồi, lên được rồi. Lên được rồi. Ui cái gì mà chói lòa kìa. Chói sáng luôn mà. Tiền nè. Ui toàn đồ nè. Ui tên nữa nè, xin luôn. Xin mạnh bạn ơi. À full rồi à, ok thôi. Đi đây. Map update à, ngon. Secret review. Ui nhiều đồ vậy, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Hello. Còn gì nữa không? Còn gì mình có thể nhặt được nữa không? Nè cái gì? Mở ra. Tom Raider. Ui. Ơ. Sách. This codex details the archery techniques of the foes of the Byzantine Empire. Bây giờ mình có kỹ năng thời cổ đại. Ôi được bạn ơi. Quickly shot up to success without the delay of redoing. Ok. Rapid fire. Quickly pressing and releasing left mouse after an arrow. Ok. Mình có thể ấn chuột trái nhanh một lần nữa và bỏ ra để có thể bắn sau cái phát bắn thứ nhất. Bắn đôi. Tom complete ice ship. Ice ship. Để mình thử em nào. What? Không phải à? Ok chuột, ok thử cái này em ơi. Ok hiểu rồi. Rồi hiểu rồi, được luôn. Được luôn, ngon luôn. Rồi. Ủa chuột à? Lại chuột à? Ok mình cứ tưởng nó nguy hiểm lắm nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Có hộp gì nữa đây? Accept, ngon. Free accept. Byzantine brooch. The enamel work is beautiful. This portrait has been defaced. Okay. It looks like it was depicting the prophet. They must have had to hide their faith. Okay, cool story. Very cool story. Và không hiểu sao FPS đang tuột giá là man. Làm ơn đừng làm thế mày. Mày ơi, tao đã giảm xuống gọi là hết mức rồi, mày đừng có giật được nữa. Ok, cái gì đây? Holy fuck Christ. Lại phải nhảy nữa à? Hết. Rồi được rồi, ổn rồi. Rồi ôi. Nhìn trông phát sợ. Tiền. Thanks for the moonies. Đó thế là lại phải chìm nghỉm tiếp à? Ok, thế không sao à, đó. Vấn đề chuyện phải bơi bùng là chuyện bình thường đó. Bơi nhanh được không? Đường nào cũng như nhau à? Mình cứ tưởng có đường khác, đường không khác. Ui, nhanh ghê bây. Tại sao? Chọn sai rồi, đoán vậy. Chạy nhanh. Rồi. Ok, xong rồi. Cửa sổ nữa đây. Thank you. He's passed through the lands of the Rus. Chép nhiều quá. Thôi. Ai xem bao này? Bao chưa? Ok, rồi xong rồi nhá. Ok. Nhìn nhiều chữ là mình phát khiếp rồi.
Không có gì đáng sợ hơn là cái đống văn học. Mình chỉ sợ kiểu tầm mấy chục trang văn nó đập vào mặt mình thôi, còn game dị mình chả sợ bằng. Đấy, chỗ này thì mượt thế. Trong kia lag vãi lúa. Đấy, mượt dã man. Game làm ơn đừng cho ta nhiều khu vực như không có gì. Cho ta thêm nhiều khu vực như khu vực vừa rồi. Soviet installation. Có lửa chạy. Hay, được bạn ơi. Được luôn. Cái gì đấy? Ôi có biến rồi. Hay quá. Chúng ta được gặp Aloy trong Horizon New Dawn. Sophia, ok. You killed those men back there. Gì? Bà rùa. I killed them to survive. I suspect you did too. Bye. How long have they been here? Kẻ thù là bạn, ok. The invaders took many of my people prisoner. Ok. Sao con lại biết tiếng Anh? You should leave this place before it's too late. Mà giọng nó giọng chuẩn đấy chứ. I can't do that. I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. Thật à? You and I are on the same side. I hope I can prove that to you. Thật à? What's going on down? Quả đấy mà tự nhiên bà kia giật mình vẫn trượt tay bỏ tay ra phát là xong rồi. Kết thúc tại đây luôn. Thực ra cũng kết thúc khá nhiều là kết thúc như chị Lara bị cắn cổ đợt trước hay là bị đá rồi đè vào người một lần nữa. So, there are people who live out here. Ok, mình chả nâng cấp được cái gì cả. Living in isolation for decades, maybe even centuries. Ok, mang tiếng vào đấy mà cuối cùng cũng chả được cái gì cả. Small adornments that would not have. Ngoài cái skill ra thì mình còn chả được đủ XP để lên cấp. Possibly be descendants of the prophet's people. How much do they know about the lost city or the divine source? It's clear Trinity will do anything to find out. I'm afraid that whoever they are, they're in grave danger. Let's hope the old proverb about the enemy of my enemy remains true. Adventure Quiver này. Mình cần phải nhặt nhiều thú lắm đấy. Ok. Ok, run sack. Rock sack. Lake is a historic pack that is secret. Mình có thể nhặt cầm mình. Nhưng mà mình cần skill nữa cơ. Ok. Mình có cái này thì mình có thể nhặt được nhiều thứ hơn. Nhưng mà mình sẽ phải làm cái sắt treo ở trước. Và cái đấy thì mình cần rất là nhiều da với cả không biết là cái gì kia. Không biết là kiếm da ở đâu bây giờ. Khiếp giờ cho lại có cả nhặt nguyên liệu nữa, chết mệt. Ui, cái gì đây? Mình chưa làm được cái gì cả của khu này à hay như nào? Cảm thấy hơi nhục rồi nha. Oh fuck, ấn nhầm. Ok. Chạy đâu? Thật đấy à? Thật đấy à? Wow, ok, mình tệ bắn tên tệ thật đấy. Giết tôi đi, bóc cổ nó ngay lập tức đi. Con lợn. Thật đấy à? Con chó kia. Đừng im cho tao bắn coi. Ok cool. Từ từ ạ. Nằm y đấy. Ok, thôi. Làm sao để có phải bỏ tên lúc mà lỡ mình kéo căng dây rồi. Con thỏ mình vừa mới giết rồi. Ok, trên kia, ok. Mình sẽ lấy cái này phát. Ok, được một cái tên. Với cả ít lông. Được một cái da. Được gỗ và cái gì đấy. Trong này có cái gì đây? Hello. Ajinomoto. Có ai đây không? Ôi dồi ôi, lại một cái hang gì đây? Ôi dồi ôi, hang hầm. What the fuck? What the fuck? Into the darkness, cái gì đây? Hầm mộ à? Ôi dồi, lại còn đào cái gì ở đây? Minecraft gì ở đây? Khiếp, nhiều thứ quá nhỉ? Ôi nhiều thế. Đấy là Magnetize. Dùng để chế tạo bom bùng, kiểu đạn đủ các thứ, nhưng mà mình chưa dùng đến đạn. Ok, vậy mình có thể đào cái này ra đây.
Ô, trên kia cũng có kìa. Yeah, hey. Yeah boy. Cái này ở đây. Đào cái này ra chị. Đào cái này ra chị. Nưa đi chị. Rồi, ok. Hello. Có ai đây không? Cho tôi hỏi có ai đây không? Úi giời ơi, đại tiền này, thank you. Thank you very much. Ô, oh, cái gì đây? The astronomer. The astronomer. Ok, cool story. Còn đi đâu được không? Ui dồi ôi, nhìn cái hầm này trông nó sâu và nó tối và nó đen quá. Có gì hot trong này không à? Nó chỉ có hai cái xác nằm chồng với nhau thôi. Ôi giời ơi. Xuống đi chị. Sao chị có vẻ nhát chết vậy? Em còn không nhát chết gì chị. Em đùa đấy. Chị thì vô đối nhất rồi. Chị mà nhát chết nữa không biết ai giỏi hơn chị nữa. Nên là thôi, em đùa thôi. Cái gì đây? Mê cung à? Nhìn giống mê cung quá nhỉ. Từ từ đã, mình cần phải đi hết những khu này đã, tại vì nó là mê cung thì chắc chắn nó phải có những cái thứ khác ở những cái chỗ khác. Mà như thế thì nghĩa là oh yep. Cẩn thận, con bẫy vỡ mồm rồi. Con bẫy phát thì nhục lắm này này. Có gì hot? Hello, tiền nè, ngon. Gì kia? Ôi giời ơi. Không xem à? Tưởng phải xem nhá, tưởng mấy cái tranh trùng đấy thì phải xem chứ. Ô tiền tiếp này. Cái gì trên này đây? Gì đây? Hello. Đây 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 đây. Đây đây đây, giống nhất đây. Xác của ai đây? Xác của ông quan nào đấy ạ? Oh, ancient bow pad à? Oh, vậy là mình có thể kiểu làm súng hoặc là làm cung. Ok. Hoặc là cả hai, nếu mình tìm đủ đồ. Nâng cấp được cả súng và cung nếu mình tìm được đủ đồ. Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu hơn rồi. Cảm ơn chị Lara Croft. Từ từ á, còn đường nào khác không? Từ á, mình nghĩ là sẽ còn cái gì khác đấy. Mình không tin là xuống đây mà chỉ có như vậy. Thế mình thử đi sang bên này xem nào. Hello. Có ai? Úi giời ơi. Nó rộng quá. Úi giời, ok, vậy là cái đường này đường đi vào hay sao ấy? Không phải, không, đường này đường khác. Cái gì ở dưới này này? Có xuống được không? What? Rồi. Có gì hot đây? Có ánh sáng hay cái gì không? Để gọi lên. Oh, cái gì đấy? Lại sách. A prophet must have his followers. Cocos of Nicaea was one of the prophets first. Branded a heretic in his home city. Cocos joined the pilgrimage north. Okay. Okay, cool. Prophet, he built an orrery of planets and stars so that even during the dark of winter, he might get upon the night sky. Vậy là ông ấy định lúc kệ lúc mình có thể lên level 2 Greek rồi này. Ngon. Mình có thể đọc lại cái lúc đầu trắng. Tôi đoán vậy. Rồi lại còn hang. Ui giời, từ đã. Cứ tưởng có gì giật cả mình. Tự nhiên thấy đỏ tưởng máu ấy. Gì nha. Hết đồ. Hết full hòm đồ rồi. Tiếp. Thì hot đấy nữa không? Có vẻ là không. Từ từ á, trong này có cái gì đấy? Tại sao mình không vào được? Tôi muốn vào đấy. Trời ơi, tôi muốn vào đấy. Không. Có bò ra được không? Không được ạ. Có lẽ chúng ta không vào đấy được, thật là buồn. Thôi vậy. Mình mong chờ nhiều hơn từ chỗ đấy. Mình có thể kiểu nhảy qua đây để làm cách nào đấy để vào đấy không? Mình nghĩ là phải có cách để vào đấy chứ đúng không? Ok. Thôi hết rồi. Mình đoán vậy. Xuống được không? Ước gì ấn cách phát là xuống được ngay. Khổ thật. Rồi lên được rồi đấy. Ok, chị có thể đi được rồi. Chỗ này chả còn gì nữa rồi. Lên. Rồi ok. Tiền tiếp này. Trong kia có cái gì kia? Vẫn cứ là xác thôi. Ô gỗ này thành kiêu. Ô làm thêm tên rồi đấy. Thế là full nữa hả? Từ đó chỗ này không lên được à? What? Thế thôi hả? Tôi lại cứ tưởng đường này đường cho mình lên nhé. Không phải đường lên à? Ây lờ mau. Thế ra chúng ta phải đi về. Ngược lại mới về được. Ok. Đây là một chuyện khá là thú vị luôn. Tôi không nghĩ xa được như vậy. Ui.
À, mày tưởng mày trốn được tao à? Mày nhầm rồi. Ok. Chị ơi, chị có thể xuống được không? Ta xong việc rồi. Xem nào, đường nào đường ra. Bây giờ cái vấn đề là đường nào đường này là đường ra. Ok. Ok, thực ra thì cái gì đấy? Ok, không có gì cả. Ơ? Từ đó. Nào đường ra. Đây 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 đây, ok ok đây. Đây rồi. Tìm được đường ra rồi. Có thế thôi. Không còn gì ở đây nữa rồi, chị ra thôi chị. Ok. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ phải what the fuck? Mình có thể lấy chỗ gỗ hay không? Oh, có vẻ là không. Ok, thì mình đi lên trên này thôi. Đúng không? Yep boy, tìm được ra. Rồi. Công thấy chưa? Trình độ gọi là móc mói của tôi giờ chơi nhiều game RPG quá rồi hả? Chuyện đấy là chuyện bình thường rồi hả? Không có gì là phải. Ô ô, từ từ đã, con thỏ kia đứng im lại. Con thỏ kia. Thật à? Fuck my life. À, con chó. Cụ mày đi. Phải để tao bắn nhiều, bắn phí ở tên. Rồi, hai miếng thịt rồi. Ok. Tớ không để ý đâu nha, tại tự nhiên bạn làm tớ bất ngờ nha. Mọi thứ đã ổn rồi nha. Oh. 2 years in Afghanistan and another in Indonesia, nothing. But one day out here on the ice and pop, I get a kill. Watch the man's eyes go glassy as he begged me for something. I'm not Russian, I'm no clue. Okay. I waited with him and watched. One minute he was there and next, nothing. Just meat. Oh. Got sick on the snuff. Okay, cool story. Tôi thật sự không quan tâm. Tiếng gì đấy? Nghe sợ đấy. Tôi phải làm gì ở đây? Mình cần phải... Ok, mình cần phải ra cái chỗ đấy. Distract object. Crazy son of a bitch. Russian three armed men. I'll check it out. I copy. Ây, bất ngờ chưa, siêu chưa. Đáng sợ nhờ, tự nhiên thấy tiếng gì xong tự nhiên chết. Buồn nhờ. À quên mất, chết rồi làm sao sợ được. Có gì ở ngoài không? Có gì hot ngoài đấy không? Có ai ở ngoài đấy không? Để tớ con dụ nốt nào. Không à, thôi vậy. Thôi. Không có ai dụ đấy, thôi vậy. Đi loot đồ, đi chơi. Tưởng còn ai nữa. Từ từ, chỗ này mình vừa lấy mình thấy cái cành cây này. Thấy chưa? Tất cả mọi thứ tôi nhìn vào đều có cái gì đấy. Từ xem đường nào vào. Đường này không vào được. Thế chỉ có đường kia thôi đúng không? Cái kiểm tra thôi mà. Kiểm tra cho chắc thôi. Rồi. Ôi giời ơi. Máy bay nó to vậy. Máy bay nó to vậy. To quá. Shit. Thôi. Giật cái gì. Ok. Đồng thế. Đông vậy sao chơi. Từ từ. Đồng thế sao chơi. Ok, mình không biết mình cần phải làm gì bây giờ đây. Ok. Đi xuống. Tôi phải làm cái gì? Missing gear. Mình có rope arrow nhưng mà mình không có. Nếu mình có rope arrow thì mọi chuyện nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Oh, ở đây có cái chai này. Để xem là nó sẽ làm gì nào. Ok, nó bê cái thùng đấy ra kia rồi đó. Rồi, ok, mình có thể e cái chai này lên này. Xong. Ok, có thể phát chết luôn thằng này được không nhỉ? Thôi. Vào đây. Ok, xong rồi, không có gì cả. Không có gì hết. On no pain, only sleep now. Ok, giờ sao? Xong kia. Nhẹ nhàng tình cảm thôi nào. Ok.
thôi, bình tõm nào. Ok. No pain only sleep now. Ờ, làm sao để mình có thể ném một cái chai ra đây được không? Ờ, mình cho thằng này đi luôn đi nhỉ. Ok. Thằng này đi luôn đi nhỉ. Rồi xong rồi, ok mọi thứ rồi, ổn định rồi đấy nhá. Không còn gì nữa nhá. Sạch sẽ đẹp đẽ chưa? Còn ai không? Còn vấn đề gì không? Ô, còn một thằng ở kia. Ok, thế thì tí nữa thì xong rồi. Chết giờ không. Rồi, xong, còn gì nữa không? Còn ai không? Hello. Ok. Thứ ổn chưa? Tôi chỉ muốn check. Trên kia có một thằng nữa kìa. Bên kia có một thằng nữa kìa. Đâu nó đâu. Ok, có thể đứng im được không bạn? Thôi xong tôi rồi. Lộ rồi, lộ nặng rồi. Nó đâu rồi? Có ai không? Từ từ mình có thể xem này. Tại sao mình lại làm như vậy? Trời ơi. Tôi làm gì đây? Tôi không biết tôi phải làm gì cả. Oh no. Ôi không. Tại sao mình lại cầm đèn chạy trước ô tô? Tại sao mình lại làm như vậy? Không ai biết được. Ok. Oh fuck, cái chỗ như thế này mà mình cũng liều vào. Nó ngay trên đầu mình đúng không? Chắc chắn nó ngay trên đầu mình rồi. Nhưng mà cái chính là nó ở đâu? Có ai không? Có tiếng gì ở dưới này này? Xuống check đi. Không à? Không check à? Thế thôi vậy. Thôi xong tôi rồi. Thôi ok xong rồi nhá. Đâu rồi? Con lợn đâu rồi? Ôi xoay. Lợn. Thôi nào. Trốn nào ra đây nào. Thoát mắt nào. Không. Thằng kia trước. Rồi xong rồi, một thằng nữa nhá. Ôi giời ơi, bắn thế mà cũng bắn. Thế lại, em xin lỗi ạ. Thôi, ok. No pain, only sleep now. Only sleep now. Ok, xong rồi, mọi thứ không còn vấn đề gì rồi. Mình có thể giải quyết mọi thứ đấy một cách đơn giản hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình lại kiểu chọn theo cái hướng rất là không thể nào mà gọi là messy hơn, bừa bãi hơn nữa. Ok. But I couldn't pass up this contract. Been trying to get work with Trinity for years. Ok, cool story. À, không ai quan tâm cả. Bây giờ cái chính là thực ra thì có người quan tâm đấy, mình rất xin lỗi nếu mà mình cảm thấy là mọi người khó chịu, nhưng mình thực sự mình không quan tâm được cái cốt truyện. Và nếu ai quan tâm cốt truyện lúc đấy thì mọi người có thể pause lại mình xem để xem cái phần, những cái phần cốt truyện phụ ấy thì mình không thể nào quan tâm nổi. Ok, trước thì mấy cái chỗ này mình có cần mình phải đi check lại một lượt đã, tại vì mình nghĩ là mình sẽ bỏ lỡ một vài thứ nếu mà mình cứ thế mà đi tiếp. Mình phun hết cả đồ rồi ấy kìa. Khó nhở, có chỗ nào kiểu cho mình làm cái lửa trại, mình làm các thứ không? Nên bây giờ có thêm cái gì, có cái gì đấy để làm lửa trại rất là tốt đấy. Nhưng mà chỗ này chả có lửa trại nào cả để mình... chả gì, tưởng có cái gì đấy. Hết hồn. Ok, có lẽ là không còn cái gì rồi đấy. Xong rồi đấy. Xong hạn. Xịt luôn nhá. Không để ý cái thùng đỏ này. Thùng đỏ này phải lấy rồi. Rồi, 2/4, còn 2 mảnh nữa thôi. Rồi mình phải đi đâu? Đây là một câu hỏi khó. Trên này. Cái thằng vừa đứng đây đâu ấy nhỉ? Cái thằng vừa đứng đây đi đâu rồi? Hey. Ok. Rồi. Ui, thật à? Thật luôn. Thật sự nó phải sập như thế luôn. Lên chắc. Mình cần xem cái này. Ok, mình xem này. Rồi, ok. Lên. Được rồi chị ơi, cảm ơn chị rất là nhiều. May quá. Rồi, đây là còn đây. Ok. Thật luôn. May quá vẫn được. Cứ tưởng không được nữa thì buồn lắm. May thế.
Hơi lỗi tí thôi, hơi lỗi một tẹo teo thôi. Chả hiểu sao đang ngắm phía trên nó tự nhiên lao sang bên khó rồi. Dã man. Đứa nào. Cái gì đây? Có gì hot ở đây đây? Hello. Chào bà con, có ở nhà không? Hello. Mở cái ra, rồi ok, cảm ơn. Mình có thể pick up cái này cho sáng. Mình có thể ném ở đây à? Ôi giật cả mình. Con có thể sập nhỏ hơn tẹo không? Ok. Súng. Lấy súng thôi. Bây giờ chúng ta có súng rồi này. Đúng không? Làm sao để mình có thể giải quyết được cái vụ này đây? Mình có thể... Mình không nhảy được à? Mình có thể nhảy được làm gì không? Có gì đây? Ôi dào ơi, sách à? I've been tracking them for weeks. Thật sự là sách à? Tôi đang trong lúc quan trọng thế này mà... Oh my god, cái gì? Thôi bắn luôn cho nó nhanh nhỉ? Thôi xong, ok, fuck you. Ha ha. Nhanh gọn, tình đơn giản được không? Không cần nói nhiều đâu. Thẳng qua kính luôn. Big Boss à? Ông nào đây? Sao lại tiếng Russia? Sắp chết à? Cần gì? Nói ra mà. Chết luôn à? Chết luôn thì sao chơi? Tưởng nói cái gì thì phải nói, người ta còn biết thì người ta còn giúp chứ. Cái gì đây? Có mở cái này nữa không? Thôi chịu rồi cái này. Picklock được à? Luôn đi chứ. Em tưởng chị không picklock được. Giữ E. Mình giữ E rồi mà. What? Missing gear. Missing gear, mình không đọc missing gear kia. Sorry mà xem. đây rồi, gear đây rồi, đây này. Đây bây giờ lúc dùng mình gear này, switch weapon này. Bây giờ là mình có khẩu lục mà với cả cái tên. Thế vẫn không được à? Tưởng mở được rồi. Thế mình còn phải lao ra ngoài. Từ đã, tí quên. Tí nữa thì không để ý. Hey. Đông thế. Đông này hơi khó chị ơi. Em nghĩ là cái gì mình cũng phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chị ạ. I left you in charge here. Yes sir, but we didn't expect such heavy resistance. You were to be my eyes. I expected you to see. You must know what is at stake with this operation. Yes, but móc mắt à? Ôi móc mắt. You don't. No. How could someone like you? Go easy. The suffering. Thật sự. Our goal is within reach. Thật sự phải như vậy. We must be vigilant. If we succeed here, a new world awaits. One of our own making. Constantine, you're needed back at the prison right away. We've got a captive who might know something about the artifact. Thôi sao mà. Remain faithful. Còn kia bắt rồi. We will share in the glory of the divine source. Ok. Đây là một câu chuyện thú vị. What do we do with him? Nobody touch him. Khiếp, chỗ này đông quá bạn ơi. Looks like we got another fuel leak. What the hell happened? Đông vậy sao chơi bạn ơi. Okay. Still having trouble with the old fuel system.
Cứ lên cái thằng trên cao trước đấy. Thằng trên cao trước nó khó nhìn hơn. Ok, từ từ đợi ở đây phát. Rồi xong. Ok. Trời, ok. No pain, only sleep now. Ok, xin đồ nha. Giờ cái chính là giải quyết cái bọn ở dưới này kiểu gì đây. Đây là một cái câu hỏi khó. Thằng này trước chăng? Không, tí nữa thì. Ok, đợi nó ra cái cột phát thì mình sẽ bắn nó. Nào, cẩn thận nhá. Ra cột nào. Bắn phải chuẩn này. Rồi, ok, xong một thằng nữa nha. Một thằng ở trong. Ok, xuống đây nào. Ok, còn thằng ở trong góc nữa đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm. À, còn thằng trong góc rồi. Mình nhớ còn thằng trong đấy mà. Vứt đây được. Không ai ra. Ok. What? Mình nhớ có một thằng ở trong góc kia mà. Đâu rồi? Lạ nhỉ? Ok, thế thì xử lý hai thằng này thôi. À, ngủ ngon nha. Oh shit, em xin lỗi ạ. Ok rồi, chết rồi. Ok. À, con chó này. Trời, không bắn nữa. Oh. Nghe đâu cái tiếng rock phát thôi. Chào. Có nên không nhỉ? Tao đây nó cũng không còn gì làm gì rồi, kệ nó đi. Mình xem nào, xin đồ nhá. Oh, cái đồ này hết rồi. Đây là đạn, nó tưởng cái gì. À, xem nào, mấy ông này sao. Ô, mình có thể. Mình có thể bắn thẳng vào đây cho nó cháy hết cả hai thằng này. Ủa, dở hơi thật nhở, eo ơi tệ. Bắn chơi thì cứ phải gọi là tệ VL luôn. Mình bắn phát vào đây phát là nó cháy ra ngay. Mình đoán thế, mình không để ý cái đấy. Ok, xong còn gì nữa không? Đi đâu? Ok. Oh, thế nào mình cũng phải bắn thôi. Rồi ạ. What? Oh, không phải bắn. Mình có thể ném này vào được. Hey. Chạy. Ok. Ui giời ơi. Nó chết luôn à? Ai làm gì chết? Nó chết rồi à? Nó chết rồi thôi. Không ai giúp được à? Thôi lút luôn à. Hai người, em nhầm. Em không để ý anh. Bố con chó. Trốn cái gì? Vẫn trốn à? Thôi nào. Giật ca mình. Quên mất. Đang định bắn tên cho nó nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng thấy quái là các bạn dồ vào như kiểu Rambo hết cả hồn. Ô, bạn đứng ở tận đây á. Mình tưởng bạn đứng ở đây cơ mà. Mà mình à, nếu mà bạn đứng ở đây thì bắn cái này phát là xong rồi. Hơi thật. Hey, thôi nha, chúng ta hết nhiệm vụ nha. Ô, mình có thể gạt cái này được không? Mình không gạt được cái này. Mình có thể leo qua đây chăng? Ok, chuẩn đấy. Xong việc rồi chị ạ. Thôi chúng ta đi về. Ô, trại kìa rồi. Ha! Trại đây rồi. Woo! Constantine is here. The man who tried to kill me in Syria. Okay. He's violent, dangerous, but worse. He appears entirely devoted to his misguided beliefs. Okay, mình có thể làm cái này này. Running afoul of religious zealots. Mình có 2 skill point vừa đủ, mình cộng 2 cái này luôn. His men on the radio mentioned a prisoner with information. Could it be one of the natives I've encountered? And if so, what does he know? Trinity will not be kind in their methods. Oh, Grim Whisper. Perhaps I can find him. Find out what he knows. Earning the trust of the locals might be useful. Cái này thì không làm được rồi này. Ô, nhưng mình có thể làm. Damage hoặc là bắn chuẩn. Đây là một sự lựa chọn khó. Lúc nào đối với mình cũng là damage cả. Damage chưa bao giờ là cái sự gọi là sự suy nghĩ thứ hai. À, mấy cái này nữa, ui dồi, còn da thú ở đây, các thứ này này, string knock này, các thứ còn nhiều thứ lắm. Còn nâng cấp được cái gì không ta? Nâng cấp được cái này thì không nâng cấp được nữa rồi. Ok, chắc là hết rồi đấy, hết rồi. Ở đây còn nhiều strong box lắm mà mình chưa tìm hết được.
Ui, còn nhiều thế kia. Document có một đống này. Ôi xuất hiện từ từ đã nào. Ok, mình sẽ dừng video này tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những tập tiếp theo của The Rise of the Tomb Raider. Goodbye.